Tải ngay FPT Play, xem trọn vẹn SEA Games 31. Và như vậy là trọng tài Lê Thị Ly đã cho hiệp một cuối đầu giữa hai đội tuyển nữ Thái Lan và Singapore được bắt đầu. Ở trong 45 phút đầu tiên thì các cầu thủ nữ Thái Lan trong bộ trang phục toàn vàng sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị. Tiếp tục là cơ hội dành cho cầu thủ nữ Thái Lan. Waruni đánh đầu, không vào. Rất may là thủ môn của Singapore đã có thể cứu thua, nhưng cô đã không thể cứu thua được lần thứ hai. Người sở hữu nhiều cơ hội nhất kể từ đầu trận đã ghi bàn. Kanyanat là người đã lập công. Một tình huống phá bóng không thực sự tốt của các cầu thủ nữ Singapore. Rất nguy hiểm. 2-0 dành cho các cô gái Thái Lan. Đá rất uy lực. Đó là bàn thắng của cầu thủ mang áo số 12 Nuwadi Pramnak. Bàn thắng đáng nhớ của cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của đội tuyển nữ Thái Lan. Ở trong trận đấu ngày hôm nay, trong đội hình xuất phát, tiền vệ sinh năm 2000. Rất nguy hiểm. Một siêu phẩm được tạo ra bởi các cô gái Thái Lan. 3-0. Chiến lược gia người Nhật Bản. Pha lập công là của cầu thủ mang áo số 11. Và như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Thái Lan và Singapore đã khép lại. Tỷ số chung cuộc là 3-0 nghiêng về phía đội bóng xứ sở chùa vàng. Tải ngay FPT Play, xem trọn vẹn SEA Games 31. Như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Myanmar. Thủ khuôn khổ bảng B, giai đoạn vòng bảng SEA Games 31 đã chính thức được diễn ra. Trong một trận đấu này thì cao thủ nữ Thái Lan sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Ít phút đầu trận của đối đầu giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Myanmar. Cơ hội tuyến hai rất đẹp mắt, bàn thắng dành cho cao thủ nữ Thái Lan. Đó là cú đá của Irabade Marquis. Thủ thành Mezinu đã đặt tay được vào quả bóng, nhưng cũng chỉ làm tô điểm lên thêm dành cho vẻ đẹp của pha dứt điểm này của số 3. Đó mới là cú đá đầu tiên của đội tuyển nữ Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Myanmar. Và là đó chính là cái tên mà chúng ta đã nhắc tới, Wintekitun. Đúng là trời đã không phụ lòng người. Sau những cố gắng thì Wintekitun chính là người đã đem về bàn thắng gỡ hòa vô cùng quý giá dành cho đội tuyển nữ Myanmar. Cùng xem lại tình huống đánh đầu này của Wintekitun. Mình Wintekitun trong 4 chiếc bóng áo đỏ. Nếu như chúng ta nhìn vào xuyên suốt 90 phút thì đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Wintekitun là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Myanmar. Và cô cũng xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cuộc đối đầu với Thái Lan. Tải ngay FPT Play, xem trọn vẹn SEA Games 31. Tiếng còi đã vang lên, như vậy là hiệp một trận đấu giữa đội tuyển nữ Lào và đội tuyển nữ Thái Lan đã chính thức được bắt đầu. Từ biên trái vào. Tuyến hai rất bất ngờ, bóng rời cô dọc. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển nữ Thái Lan. Từ tuyến hai cực kỳ quyết đoán. Pha ra chân khiến cho thủ thành của Lào không kịp trở lại vị trí đứng. Cơ hội đáng đà, bóng được đưa vào lưới và đó là bàn thắng dành cho đội tuyển nữ Thái Lan. Cuối cùng thì đáng đà cũng đã ghi bàn sau những cơ hội mà cô có. Trong một tình huống đối mặt, đáng đà đã sử dụng kỹ năng của mình rất ấn tượng. Đây là một cơ hội quá rõ ràng nhưng không vào. Có lỗi việt vị hay không? Theo xác nhận của trọng tài là không. Cú đá nối là của cầu thủ mang áo số 6 Somunek. Một cơ hội thực sự rõ nét nhưng đang đà lại sút vào khung thành. Go for Thailand, player number 6, Blochobu Somunek. Tuy nhiên thì ở một vị trí thuận lợi.
Đang Đa. Cơ hội hoàn tất cú hat-trick và đã có hat-trick dành cho Tarekan Đang Đa. Giờ thì Thái Lan đã dẫn trước Lào với cách biệt lên tới 5 bàn. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới pha lập công của Tarekan Đang Đa. Chetabut là cầu thủ đã có đường truyền nhạy cảm dành cho đồng đội ở bên phía cánh phải, bên phía đội Thái Lan. Và tiếng còi để khép lại trận đấu đã vang lên. Thái Lan sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng. Tải ngay FPT Play, xem trọn vẹn SEA Games 31. Như vậy là hiệp 1 của trận bán kết bóng đá nữ đã chính thức bắt đầu. Trong đấu đầu tiên thì đội tuyển nữ Thái Lan sẽ ra sân với bộ trang phục áo xanh, quần xanh tức xanh truyền thống và ở bên tay trái màn ảnh của quý vị. Đang Đa. Họ đỡ bước một chưa tốt. Treo bóng. Đây sẽ là cơ hội. 1-0 dành cho đội tuyển nữ Thái Lan. Và người ghi bàn đó là đội trưởng của họ Intabi. Hóa giải nó một cách đơn giản. Nhưng ở tình huống bóng bổng thì hàng phòng ngự của Philippines đã bối rối và cơ hội đã được trao cho Intami. Mà hàng phòng ngự của Philippines cũng đã sơ hở ở pha bóng bổng. Đang Đa, cú đá 2-0 dành cho đội tuyển nữ Thái Lan. Ngay ở phút thi đấu thứ hai của hiệp 2 thì Tarekan Đang Đa đã cho thấy được phẩm chất của mình, một pha xử lý quá gọn gàng và đẳng cấp. Khen ngầm, bên trong có người. Cơ hội rõ ràng, bàn thắng thứ ba dành cho đội tuyển Thái Lan. Somnuk là người đã lập công và đây là dấu chấm hết của trận đấu. 3-0. Thái Lan đã trả thù ngọt ngào trong trận thua của họ ở Asian Cup hồi tháng 1. Đường lên bóng rất hiệu quả của đội tuyển nữ Thái Lan. Hết giờ. Và đó là chiến thắng dành cho đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 3-0 trước các cô gái của Philippines. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.